không sánh. Ui giời. Tưởng chói. Đấy. Đầu lươn đấy nhỉ. Đầu lươn các bạn. Nó to xúc không trên chuyển đi nữa. Nhiều cỏ nó dày đấy, trên ấy có ấy, thấy động động đấy đi xem. Còn lươn thì nhiều lươn. Nhiều ấy, chỗ này mất rồi.
phi. Rô phi nước to đánh khó. Vẫn còn đây. Thoát. Máy của bác nó khỏe ấy. Không khỏe là nó lướt đi lúc. Lươn, con này to này. Ừ. Hai con luôn chỗ. Một con bị trôi xong. Hai con to mất cả hai. Trời, vẫn có động. Chạch. Nhiều còn lớn con này. Dưới chợ. Cái đầm bên này nó có thả cá không? Không. Đó.
con đầm bò hoang này. Đấy, 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 nơi này. Ui, cái lá giống lớn này. Con này rút rồi, rút mất. Con này cỏ nó rộng quá. Đấy, rút trong đây đấy. Ủa mang ui ui to này ui 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 đầu đang chửi phi à, nó vừa đi ăn à? Ừ đúng rồi, vừa đang ăn con chuột không mang em bắt con đấy không có túi không? Buộc buộc vào được rồi. Đâu chú đáp đâu? Không lấy dây khô cơ, đừng lấy dây tươi. Cái dây khô đấy, cái bìa khô dưới cả. Tiếp tiếp một ít thôi. Cái này nó là rẻ. Chú cầm trong nó cắn cầm này thoải mái trùng ngắn nhỉ.
túi nhỉ, cái túi thì... đang nút con chuột kinh không. Đấy, liệu có chuồn mất không nhỉ? Cầm que này không sợ. Cháu sợ nó đứt cái dây ra nó bổ quá. Vừa ăn được con chuột xong. Đang trôi xuống to. Nó lôn ra rồi. Lôn chuột ra rồi nhỉ. Kinh. Lôn chuột ra rồi. Vẹ ăn chuột ra. Bọn này nó lại vẫn tưởng, cháu tưởng ban đêm nó mới đi mà. Nó tùy theo con nó đói thì bất kể lúc nào nó cũng ra được. Giờ rời đã ra. Chắc lúc khỏe. Chắc giờ này chắc giờ rời. Đấy, 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 đánh chơi. Bây giờ rất nhiều rô phi ở khu mấy cái con sông dưới kia, nhiều rô phi á. Mà bọn này nó đẻ nhanh. Giết rô phi.